Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng, nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này, đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao, bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi và những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi và những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, bài giảng về các mối phúc nơi hoang địa trong Luca và bài giảng trên núi của Matthew rất giống nhau. Cả hai cùng bắt đầu bằng một loạt các mối phúc. Tuy có những khác biệt giữa hai văn bản của Luca và Matthew, nhưng điều rõ ràng là đó là một loạt những trái bom. Có thể chúng ta đã quen thuộc đến nỗi không nhận ra nó có tính cách mạng. Nó thật không giống những luật mà các triết gia hay nhà thông thái có thể đặt ra. Mỗi câu là một lời thách thức. Tresman đã nói, các lời đó có tác dụng như điện lực. Nó không phải là những ngôi sao im lặng, nhưng là những tia chớp sáng loè, theo sau bằng những tiếng sấm của bỡ ngỡ và kinh ngạc. Đúng ra, đây là những tiêu chuẩn thông thường đã bị đảo ngược, thưa anh chị em. Những người mà Chúa Giêsu kể là có phúc thì thế gian cho là vô phúc. Và những người mà Chúa Giêsu gọi là vô phúc thì thế gian lại coi là có phúc. Thử tưởng tượng một người nào đó bảo rằng phúc cho kẻ nghèo và khốn cho ai giàu có. Nói như thế chẳng khác nào tuyên bố rằng giá trị của trần gian đã cao chung, chẳng còn gì nữa. Vậy đâu là chìa khóa? Chìa khóa nằm trong câu 24. Tại đây Chúa Giêsu phán: Khốn cho các ngươi là những người giàu có, vì đã được sự yên ủi rồi. Chúa Giêsu dùng từ được ở đây là chữ thường dùng khi nhận trọn số tiền trả cho một món hàng. Chúa Giêsu có ý nói rằng nếu các ngươi đặt cả tâm hồn và nghị lực để tìm kiếm những điều thế gian yêu chuộng, các ngươi sẽ được những điều đó. Nhưng đó là tất cả những gì các ngươi sẽ được. Theo cách nói mạnh mẽ ngày nay thì quả các bạn thành đạt rồi đó. Nhưng trên một phương diện khác, nếu các bạn dùng hết tâm hồn và nghị lực để sống trung thành với Chúa, các bạn sẽ gặp đủ mọi thứ rầy rà, rắc rối. Đối với các tiêu chuẩn trần gian thì bạn vô phúc, nhưng tiền công của bạn, phần thưởng của bạn đang đến. Và khi nó đến, bạn sẽ có được vui mừng đời đời. Tại đây chúng ta phải đối diện với sự lựa chọn đời này hay là đời đời. Đó là một lựa chọn từ lúc nhỏ tuổi và liên tục mãi cho đến khi chấm dứt cuộc đời. Các bạn muốn chọn con đường dễ dãi, con đường đưa tới thú vui và lợi lộc ngay trước mắt, hay các bạn sẽ chọn con đường khó khăn, chỉ đem lại khổ nhọc và đôi khi chỉ thấy đau đớn trước mắt? Các bạn có bám víu lấy lạc thú và lợi lộc hiện tại, hay bạn muốn dấn thân và hy sinh những điều đó vì những của quý báu hơn? Bạn có chú tâm vào những phần thưởng của thế gian này chăng, hay chú tâm vào Chúa Giêsu Kitô?
Nếu bạn chấp nhận đường lối của thế gian thì bạn lìa bỏ những giá trị của Chúa cứu thế. Ngược lại, nếu chọn Chúa cứu thế thì bạn không thể không khước từ những giá trị của trần gian. Chúa Giêsu biết chắc chắn con đường nào mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Chính giáo lý của Chúa Giêsu dạy niềm vui trên trời là phần thưởng bù gấp bội cho đau khổ trần gian. Thánh Phaolô cũng nói, vì những đau khổ tạm thời của đời này sẽ đem lại cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 17, lời thách thức của các mối phúc là bạn muốn hạnh phúc theo đường lối thế gian hay theo đường lối của Chúa? Kính thưa anh chị em, nói tóm lại, chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu và chúng ta biết đời này chỉ là đời tạm, chưa phải là điểm dừng, chưa phải là cùng đích, là cuộc lữ hành, thưa anh chị em. Đời sau mới là vĩnh cửu và sẽ có thiên đàng và hỏa ngục. Để hiểu cái dụ ngôn, những lời của Chúa trên đây, chúng ta có thể nhớ lại cái dụ ngôn ông phú hộ và Lazaro. Trong đó Chúa Giêsu nói rằng có ông phú hộ kia giàu có lắm, ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn mặc sang trọng, lụa là gấm vóc, nhưng lại có một người ăn xin là Lazaro, bệnh hoạn tật nguyền gãy chốc, nằm trước cửa nhà ông, mong có ai cho một chút của ăn thừa mà không ai cho, chỉ có những con chó đến liếm gãy chốc của ông. Rồi một ngày kia ông Lazaro chết và được các thiên thần đưa vào lòng, ngồi trong lòng Abraham, tổ phụ Abraham. Rồi ông phú hộ đó sau này cũng chết. Và trong hỏa ngục, ông nhìn lên, ông thấy Lazaro đang ngồi trong lòng Abraham trên thiên đàng. Còn ông thì phải lửa đốt đau khổ quá. Ông mới xin với Abraham, lạy cha Abraham, xin sai Lazaro lấy ngón tay thấm vào nước, nhỏ vào lưỡi con để con mát một chút, cho con đau khổ nóng quá. Abraham mới nói, con ơi, cả đời con đã được hạnh phúc sung sướng đầy đủ rồi, còn Lazaro phải khốn khó. Bây giờ con phải chịu khổ và Lazaro được đền bù. Và có một vực thẳm ở giữa chúng ta, ở giữa thiên đàng và hỏa ngục, không thể liên lạc với nhau được. Thì ông phù hộ mới xin, thưa cha Abraham, xin sai Lazaro về, báo cho anh em con, vì con còn 5 anh em nữa, báo cho họ biết, chứ không họ cũng sẽ xa vào cái nơi khốn khổ này. Abraham nói, họ đã có Moses và các tiên tri. Thì ông phù hộ nói, thưa cha, họ không tin Moses và các tiên tri đâu, nhưng nếu có kẻ chết hiện về họ mới tin. Thì Abraham mới nói, nếu họ không tin vào Moses và các tiên tri, những điều mà khải trong Kinh Thánh, những điều Hội Thánh truyền cho chúng ta, loan báo cho chúng ta, nếu họ không tin thì cho dù kẻ chết hiện về họ cũng không tin đâu. Kính thưa anh chị em, chúng ta hãy xin Mẹ Maria Thánh Ca Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta chọn con đường hẹp, hy sinh như hạt lúa mì, chịu chết đi, chịu tiêu hao, thua thiệt, để chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái, làm sáng danh Chúa và muốn cho anh chị em chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.